Nói chung là trong chuyện tình cảm thì thật là khó để nói thế nào là đúng, thế nào là sai. Và nhiều khi là mình nói như vậy được khi mà mình chưa rơi vào hoàn cảnh. Còn đến lúc mà mình rơi vào hoàn cảnh thì mình cũng không biết là chính bản thân mình sẽ hành xử như thế nào, chiều chuộng cảm xúc của mình hay là nghe theo lý trí, rất là chung thủy với vợ và hoàn toàn là không có một chút ngoại tình nào dù trong tư tưởng. Nhưng mà thư giãn một chút đi quý vị, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu xem là mức độ vương vấn tình cũ của 12 cung hoàng đạo là như thế nào. Đầu tiên là cung Bạch Dương, tức là những người sinh từ 21 tháng 3 đến ngày 19 tháng 4. Bạch Dương thì không có khái niệm về quá khứ. Khi tình yêu chấm dứt thì họ đứng dậy rất nhanh. Họ mau chóng tiếp tục cuộc sống mới và tìm kiếm mối quan hệ mới, và người yêu mới rất dễ dàng thay thế người cũ trong họ. Vì vậy nếu yêu một Bạch Dương thì bạn không cần phải lo lắng về quá khứ của họ, mà hãy lo là chăm sóc tình yêu hiện tại của hai người. Còn với Kim Ngưu thì bắt đầu tình yêu vất vả như thế nào thì lúc chia tay Kim Ngưu cũng thấy khó khăn y chang như vậy. Điều này có nghĩa rằng nếu bạn tiến vào cuộc sống của họ quá sớm, khi họ còn chưa vượt qua được hình bóng cũ của người trước, thì hãy chấp nhận là một chiếc bánh xe dự phòng được đem ra thay thế khi bánh xe chính bị thủng lớp. Nên những ai mà yêu cung này thì chúng ta cũng phải nên tìm hiểu kỹ xem cái khoảng thời gian họ chia tay người cũ là khi nào, và liệu đã có đủ lâu tính đến thời điểm hiện tại để bắt đầu một cái mối quan hệ mới hay không. Nói vậy thì ai còn dám yêu Kim Ngưu nữa. À nhưng mà được cái là anh sẽ rất là chung thủy, đúng, đúng không rồi, khi anh chia tay mình là anh không dứt một phát đứng dậy đi luôn, đúng không? Chính xác, cho nên là nếu mà chúng ta muốn quay lại thì cũng khá là dễ dàng. Vâng, và chia sẻ thêm là đối với những ai mà thuộc về cung Song Tử thì Song Tử thường là những người có quá khứ tình ái khá lừng lẫy. Yêu một người cung Song Tử thì bạn sẽ không bao giờ biết chính xác được mình đang chính phải xác cạnh tranh với ai. Song Tử rất là đa tình. Từng yêu Song Tử à? À không, có một người bạn là Song Tử thôi. Vâng, và bạn cũng sẽ phải thường xuyên nghe Song Tử kể về chuyện với người cũ này, tỉnh bơ như kể về một mối quan hệ, một mối tình trong phim ảnh hay là một thử thách vô hại nào đó. Và chúng ta sẽ nhìn thấy được một khuôn mặt rất là tự hào của anh chàng này khi mà kể về các chiến tích của mình. Các chiến tích của mình cũng như là những cái điều tuyệt vời mà ảnh đã làm cho người cũ, và lúc này là chúng ta sẽ rất là dễ dàng nổi điên. Thế nên nếu mà ai yêu Song Tử chuẩn bị tinh thần. Và tiếp tục chúng ta sẽ đến với Cự Giải. Thưa quý vị, với một người sống trong quá khứ như Cự Giải, bạn không thể nào ép anh ấy hoặc là cô ấy giữ cho bản thân không bị bóng ma quá khứ bị ám ảnh. Cự Giải thậm chí còn không thể quên được cách mà người cũ đã làm tổn thương họ, thậm chí còn làm nó quá lên. Có nghĩa là anh chàng Cự Giải sẽ nhớ về người cũ, nhưng không phải nhớ về những cái điều đẹp đẽ thơ mộng để mà khi gặp lại dễ dàng cảm xúc dấy lên, tình cũ không rủ mà tới, mà sẽ nhớ tới những cảm xúc bi thương mà người cũ đã làm cho mình. Nên là rất khó để dứt ra, đúng không? Cung Sư Tử thì Sư Tử lại không coi người cũ của mình là quá khứ, mà họ sẽ vẫn giao tiếp và vẫn giữ những tình cảm cũ trong cuộc sống, giống như là một người bạn. Không biết là chị Linh Đan hay là người yêu cũ của Linh Đan có phải là Cung Sư Tử Linh Đan hay là không? Ma kết, không phải Sư Tử. Thực tế thì với Sư Tử, một mối quan hệ tình cảm kết thúc không có nghĩa là họ phải chấm dứt tất cả. Chính vì vậy mà thi thoảng bạn sẽ thấy một vài người cũ của anh ấy hay là của cô ấy xuất hiện trong cuộc sống của hai người, nhưng mà cũng chỉ như một mối quan hệ bình thường mà thôi. Và chúng ta cũng có thể thấy rằng là khi mà chúng ta chia sẻ về năm cung hoàng đạo này, tất cả chúng ta có nhiều hơn, nhưng mà chúng tôi chỉ chọn lọc ra một vài cung hoàng đạo thôi theo cách ngẫu nhiên. Thì nhiều quý vị khán giả khi mà nghe xong cũng nghĩ rằng khi đến cung của mình, đúng rồi, quan điểm này là chính xác, có gì đâu mà sai, đúng không ạ? Tuy nhiên là với những cái chia sẻ vui như thế này thì chúng tôi cũng sẽ giúp cho quý vị hiểu rõ hơn về chính bản thân mình, cũng như là hiểu rõ hơn về đối phương mà bạn đang yêu, để có những hành xử thật là phù hợp trong mối quan hệ của chúng ta. Vâng, và vừa rồi thì chúng tôi cũng đã chia sẻ với quý vị về những cái cung hoàng đạo, một số những cung hoàng đạo. Vì thế những bà vợ mà đang ở trong cái tình trạng mà gặp phải chồng còn liên hệ với người yêu cũ của mình thì hãy xem chồng mình thuộc cung hoàng đạo nào để mà có cách xử lý cho hợp tình hợp lý quý vị nhé.